Ok, và trên này cũng dễ thôi. Và hôm nay mình sẽ dựng dựng qua trên này nhé. Trước hết là các bạn phải có clip anh nhấn thành quăng diêm rồi nhé. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng và chọn vào hình mà chúng ta muốn thêm vào để có thể nhảy hiệu ứng. Khi mà hình đã được thêm vào rồi thì các bạn chọn vào format và các bạn sẽ chuyển nó sang 9:16 nha. Và chúng ta sẽ kéo giãn khung hình ra cho nó vừa. Tiếp tục để thêm hiệu ứng thì chúng ta sẽ chọn vào effect và chọn vào dimmy. Sau đó các bạn sẽ chọn vào mixer và romantic. Tiếp theo để thêm nhạc thì các bạn chọn vào audio và chọn vào extract. Và sau đó chọn video mà đã có chứa nhạc sẵn trong thư viện của các bạn. Ok, mình sẽ xong, mình chúng ta lưu các bạn nè.